Quý vị thân mến, rõ ràng là chúng ta khi mà Tết đang đến gần thì các chị em phụ nữ luôn luôn lo lắng là bây giờ chúng ta có quần áo đẹp rồi, chúng ta đi xăm lông mày hoặc là đôi khi là chúng ta tô son rồi, thì bây giờ chúng ta cũng cần phải làm gì cho tươi tắn hơn. Có lẽ là một trong những cái cách đó chính là trang điểm, bởi vì đôi khi trang điểm cũng sẽ giúp cho chúng ta tươi tắn hơn. Đặc biệt ví dụ như là với Phương Thảo là một trong những cái người mà hay bị thâm quần mắc cho cơ địa, thì chắc chắn là phải có những kem khuyết điểm để có thể là che những cái thâm quần của mình nè, hoặc là đôi khi ai mà muốn có mũi cao hơn mà chúng ta chưa kịp tiêm filler thì chúng ta cũng có thể nhờ việc trang điểm, đó chính là chúng ta tạo khối thì cũng khiến cho chúng ta sẽ có một sống mũi cao. Hay là với những cái bạn nào mà khuôn mặt hơi to một tí xíu thì chúng ta cũng có thể là tạo khối nè, thì khuôn mặt của chúng ta cũng sẽ thon và gọn hơn rất là nhiều. Vâng, rõ ràng là cái nhu cầu trang điểm và tìm cho mình một cách trang điểm cho phù hợp với lại không khí ngày Tết cũng đang được rất là nhiều những chị em ưu ái quan tâm. Vì thế mà ngay bây giờ chương trình của chúng tôi cũng sẽ gợi ý cho quý vị một vài những cái cách trang điểm để quý vị có một cái diện mạo xinh lung linh đón cái mùa xuân này thật là rạng rỡ. Dạ vâng, và với những hình ảnh quý vị đang chuẩn bị theo dõi cũng thay cho lời kết của chương trình Nói Cuộc Sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chúng tôi. Và nếu như quý vị có những thông tin cần chia sẻ, quý vị hãy nhớ địa chỉ chương trình Nói về Cuộc Sống, địa chỉ 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc nếu như mà có thông tin cần phản ánh thì quý vị đừng quên đường dây nóng của chương trình, đúng không chị Quyên? Và quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi qua số điện thoại hotline 0901812999. Còn bây giờ thì Khánh Phương, Hồng Quyên và Phương Thảo xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán giả. Trong những ngày Tết thì chắc hẳn chị em phụ nữ nào cũng mong muốn là mình có một cái nhan sắc, có một cái thần thái thật là tươi. Tuy nhiên thì với núi công việc quá nhiều, vậy thì làm sao chúng ta có một cái diện mạo thật là tươi tắn trong những ngày xuân? Ngay sau đây Hải Ninh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một phần tư vấn. Ngọc Hiền này, cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình. Và như vừa rồi Hải Ninh có chia sẻ với khán giả xem truyền hình là trong những ngày Tết này làm sao chúng ta chỉ một vài bước make up đơn giản thôi, không mất nhiều thời gian mà vẫn có những cái nhan sắc thật là tươi tắn trong những ngày xuân. Vâng, với xu hướng của năm 2020 thì với trend hiện tại thì là những cái tông màu pastel, hoặc là mình nhấn vào đôi mắt hoặc nhấn vào đôi môi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì như yêu cầu của chị Hải Ninh thì Hiền sẽ chia sẻ cho các bạn một bí kíp là chúng ta chỉ mất có 15 phút thôi nhưng các bạn có một gương mặt vô cùng tươi tắn và tôn tạo nên tất cả những cái vẻ đẹp tự nhiên trên gương mặt bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu rồi. Vâng, vậy thì hãy follow theo Ngọc Hiền nhá, và bây giờ Hiền sẽ chia sẻ cho các bạn đầy đủ tất cả các bước. Sau khi mà chúng ta có đầy đủ các bước là chúng ta cấp ẩm này, nước hoa hồng và dưỡng ẩm cho làn da của chúng ta, thì chúng ta sẽ đánh một lớp nền mỏng tạo độ căng bóng ạ. Với cái lớp base này nó sẽ làm cho gương mặt chúng ta vô cùng natural, vô cùng tự nhiên ạ. Nên dùng cushion, các bạn có thể dùng phấn nước thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thay vì là các bạn phải đánh nền này, sau đó thì dậm lại bằng phấn, thì chúng ta chỉ cần một lớp phấn nước này thôi, nó cũng tạo độ mỏng ý. Cục khối ở đây thì các bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm như nước da của bạn ấy thì là nước da trắng, nên chúng ta sẽ lựa chọn cái màu khối trung bình, không quá tối, để chúng ta có thể làm gọn. Đúng rồi ạ, gọn hai bên nọng cằm và hai bên hàm. Kế tiếp sẽ là phần mũi, để giúp cho sống mũi của chúng ta cao, gọn, nhỏ, vừa phải. Sau bước khối thì Hiền sẽ nhấn vào vùng chữ T, đánh vùng highlight này cho nó sáng hơn, để làm nổi bật cái phần trán và phần sống mũi. Năm nay xu hướng của tông màu mắt cũng như là lông mày thì như thế nào ạ? Tông màu mắt thì năm nay hầu hết là những cái màu pastel chị ạ, ánh hồng nhạt này hoặc là nâu nhạt nhẹ nhàng. Nếu như các bạn lựa chọn cái kỹ thuật là vừa nhấn đôi mắt vừa nhấn đôi môi thì nó sẽ bị một cái nhược điểm là sẽ bị giữ, thậm chí là sẽ bị hơi già hơn chút xíu. Chúng ta sẽ chọn một cái lớp base cho màu mắt để cho màu mắt của chúng ta bám hơn và giữ được lâu hơn. Đó thì đến màu mắt thì mình sẽ chọn cái tông pastel hồng nhẹ vừa phải để chúng ta tô lên cả cái bầu mắt nhá. Thì chúng ta sẽ tản từng lớp một mỏng mịn và thêm những cái màu mà chúng ta cần nhấn nhá cho đôi mắt. Khi mà các bạn lựa chọn cái màu tối nhất thì các bạn đi vào phần nhấn vào ngay mí mắt, thì các bạn sẽ đi vào phần dưới khóe mắt của hàng mi dưới ạ. Rồi,
và chúng ta đã hoàn thiện được một đôi mắt vô cùng là nhanh và gọn. Hiền lựa chọn chính cái bút chì mà để các bạn vẽ lông mày á, thì Hiền tạo một cái đường eyeliner vừa đậm vừa và mới một nâu, màu nâu thì nó sẽ không làm cho đôi mắt của chúng ta quá dữ. Hiền sẽ dùng, một là các bạn có thể dùng bông mút như thế này, hai là các bạn cũng có thể dùng bằng tay nhá. Đi vào đúng đường gò má này, đánh ngang sang bên cạnh, hay người ta còn gọi là đánh má kiểu say rượu ấy ạ. Nó sẽ hơi ửng hồng và ngang qua gương mặt như thế này, khiến cái hàng đôi gò má chúng ta không bị cao quá này, cũng không bị to quá, mà nó sẽ chỉ tự nhiên, trông cũng chin chin một chút xíu. Thì các bạn rộng như thế này thôi nhá, đừng miết. Cái phần màu môi thì Hiền lựa chọn tông màu gì? Vâng, và lựa chọn cuối cùng cho tông màu môi thì Hiền sẽ chọn một thỏi son bóng trong như thế này và một ánh hơi chút hồng cam một chút xíu để tô lên gương mặt và cũng như là làm cho đôi môi gợi cảm, căng bóng và dày dặn hơn nhá. Mình sẽ chủ yếu là dậm màu cho lòng trong, cho có màu. Đây cũng là xu hướng của năm nay đúng không ạ? Vâng, đúng rồi chị ạ. Sương sương tự nhiên, với cái màu bóng này thì có hơi ánh một chút, hạt nhũ một chút xíu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ với khoảng độ chưa đến 10 phút, kỹ hơn một tí là chúng ta có thể là nhấn nhá thêm một cái lông mày. Vâng. Và đôi mắt thì có thể mất hơn chút thời gian nhiều hơn. Tuy nhiên là chỉ Hải Ninh muốn nhấn mạnh là chỉ với một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, chúng ta đã có một cái diện mạo rất là tươi trẻ này. Như vừa rồi Hiền có nói là sương sương giống như là gái 18 đúng không ạ? Và với cái tông màu như thế này thì Hải Ninh còn nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với rất nhiều các loại trang phục khác nhau. Đúng rồi. Không quá kén về cái việc là mình sẽ mặc cái gì. Đúng rồi ạ. Từ gam màu sặc sỡ cho đến những cái tông màu nude hay là những cái tông màu trầm thì các bạn đều có thể lựa chọn cái cách trang điểm giống như thế này. We'll be right back.